Nga cảnh báo mối đe dọa từ kho vũ khí Taliban chiếm được. Giới chức Nga bày tỏ lo ngại về kho vũ khí mà Taliban chiếm giữ ở Afghanistan, trong đó có các hệ thống phòng thủ tên lửa. Phát biểu với báo chí ngày 24 tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói, mối đe dọa trước hết và cũng là mối đe dọa lớn nhất đó là Taliban đã chiếm được một lượng lớn vũ khí. Ông Shoigu cho biết, trong số vũ khí này có hàng trăm xe bọc thép, máy bay, trực thăng và đặc biệt lo ngại là khoảng 100 tên lửa phòng không pháp bay, không ai kiểm soát và cũng không thể kiểm soát. Bộ trưởng Shoigu bày tỏ lo ngại về số vũ khí rơi vào tay Taliban. Mặt khác, ông Shoigu cũng hy vọng Taliban sẽ tiến tới lập một chính phủ toàn diện gồm tất cả các nhóm đại diện ở Afghanistan. Taliban giành quyền kiểm soát Afghanistan sau một đợt tiến công nhanh chóng từ cuối tháng 5 khi Mỹ và đồng minh bắt đầu rút nốt lực lượng quân sự tại đây. Chính phủ và quân đội Afghanistan đã sụp đổ nhanh chóng trước đà tiến công của Taliban. Do vậy, Taliban đã chiếm được một kho vũ khí khổng lồ mà binh sĩ Afghanistan bỏ lại. Phần lớn đây là vũ khí được Mỹ cung cấp cho Afghanistan trong 20 năm qua. Các hình ảnh xuất hiện trên truyền thông những ngày qua cho thấy, những tay súng của Taliban ở Afghanistan sử dụng súng trường do Mỹ sản xuất là những xe quân sự Humvee của Mỹ. Hiện chưa rõ quy mô số vũ khí mà Taliban chiếm được. Nhưng theo các đánh giá tình báo hiện tại, Taliban được cho là đang kiểm soát hơn 2.000 xe bọc thép, trong đó có xe Humvee, khoảng 40 máy bay, trực thăng như 60 Black Hawk, 20 máy bay tấn công A, 29 Tucano, máy bay không người lái Canelle. Theo số liệu của Văn phòng Minh bạch Chính phủ Mỹ, trong giai đoạn từ năm 2003 đến 2016, Mỹ đã cung cấp cho Afghanistan hơn 600.000 vũ khí hạng nhẹ như súng M16 và M4, cùng với gần 80.000 xe quân sự, kính nhìn xuyên đêm, thiết bị liên lạc. Gần đây hơn, trong giai đoạn từ năm 2017 đến 2019, Mỹ đã cung cấp cho quân đội Afghanistan khoảng 7.000 súng máy, 4.700 xe Humvee và hơn 20.000 lựu đạn. Chỉ riêng 2 năm qua, Mỹ đã cung cấp cho quân đội Afghanistan hơn 18 triệu viên đạn loại 7,62mm và một số loại khác. Một phần trong số đó chắc chắn đã rơi vào tay Taliban khi lực lượng này giành quyền kiểm soát hàng loạt căn cứ quân sự tại Afghanistan. Lầu Năm Góc lo ngại rằng Taliban có thể sử dụng những vũ khí này làm gia tăng các hành động bạo lực ở Afghanistan hoặc chuyển cho các nhóm vũ trang cực đoan, các thế lực đối đầu của Mỹ và phương Tây. Chúng tôi không muốn thấy vũ khí, trang thiết bị của chúng tôi trong tay những thế lực chống lại lợi ích của chúng tôi và của người dân Afghanistan hay làm gia tăng bạo lực, bất ổn ở Afghanistan. Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby vào hôm 19 tháng 8. Ông nhấn mạnh, hiện Washington đang xem xét một số phương án để xử lý vấn đề này, trong đó không loại trừ phương án không kích. Firearms and ammunition were seen lying in a parking lot, and all this is now in the hands of the Taliban. Apart from this, they have been seizing weapons from civilians. The Taliban said that civilians no longer need weapons for personal protection. To understand the scale of this crisis, you will have to know what weapons are likely in the hands of the Taliban. Now here's a list of the weapons US dispatched to Afghanistan in recent years. That is 7,000 machine guns, 4,700 Humvees, 20,000 grenades, 200 aircraft. Washington has tried to downplay the threat, saying that the Pentagon had removed huge amounts of its own equipment from Afghanistan. But experts caution that the arms seizure will only embolden the Taliban. According to reports, Taliban is now in control of howitzers and Afghan Air Force assets. So what is the United States planning to do? There are fears that the very weapons the United States supplied will be used against it, and they could also land in hands of other terror groups now.